chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi ứng dụng tinh dầu quế cũng như cao bồ công anh và việc thanh lọc thải độc. Bàn tay của chị An hôm qua, chị An bỏ cái tinh dầu quế bồ công anh vào trong thao quần áo, chị An giặt về ngâm để mà xả để xem cái mùi thơm nó sẽ lưu giữ trên quần áo có thứ như thế nào á. Thì chị An thấy chị An tiếp xúc khá là nhiều nước và trong đó có tinh dầu quế bồ công anh, chị An ngâm tay trong đó giặt quần áo đồ. Thì hôm nay là thấy hai bàn tay của chị An nó hơi có dấu hiệu nó sưng lên và nó nổi mấy cái nốt hạt hạt như thế này nè bé. Đấy, nó ngứa ấy bé ơi. Nó ngứa mà chị An cảm thấy trên người chị An coi như là tổng thể ba chỗ, ba vị trí cổ, tay và bụng của chị An nó đều ngứa nóng khó chịu lên, mà cảm giác là nó có muốn nóng cả người luôn á bé ơi. Rồi thứ hai nữa là cái cổ của chị. Chị vô tình chị bôi thử tinh dầu quế giống như nước hoa đấy. Chị bôi hai bên ha, cái cổ dọc theo cổ mình. Hôm nay chị cảm thấy nó sưng mà nó ngứa vô cùng. Đấy, nó sưng hai cục, bên này cục nè. Đó. Trời. Và hai bàn tay của chị nữa. Hôm qua thì chị bỏ chút tinh dầu quế vào quần áo để chị ngâm, chị xả, chị giặt quần áo để chị thử là cái độ mà nó làm thơm quần áo cái thứ như thế nào đó. Chị thử cái đó. Thì chị cảm thấy là hai bàn tay của chị khi mà tiếp xúc trong nước, lúc mà chị ngâm quần áo rồi giặt xả quần áo á, thì giờ hai bàn tay của chị nó cũng hơi sưng lên. Xong rồi nó giống như nó có nổi hột 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 lên giống như cái dấu hiệu của thải độc vậy á bé. Cái bụng của chị hôm qua chị bôi cao cao lộn bôi tinh dầu quế bồ công anh đó bé, bây giờ nó đỏ hết nguyên cái vùng bụng, mình ngứa lắm luôn em. Đây nè, qua chị ăn thực phẩm chị thấy thực phẩm nó hơi có vấn đề cho nên chị ngà chị bôi vô á, bôi hôm nay chị cảm thấy nó ngứa mà nó sưng hết nguyên cái vùng bụng luôn bé. Còn đây là liệu trình với cao bồ công anh nha. Thì ở đây các bạn nhìn thấy trên tay là đang nổi những cái nốt dày đặc luôn, để mà được thải độc ra thông qua việc uống cao bồ công anh và kết hợp bôi cao bồ công anh trên bề mặt da. Thì nó nổi từng hộp li ti như vậy các bạn thấy không, mà sưng hết cả tay luôn. Đó, nhìn như thế đó các bạn, nổi ra như vậy để chúng ta biết là cơ thể chúng ta có quá nhiều độc tố như thế nào. Và Minh An đã có một quá trình 5-6 năm ăn uống cũng khá là healthy rồi, có nghĩa là mình đã ý thức về việc là trong sản phẩm hiện nay có rất nhiều độc tố. Đó, mình đã rất ăn uống rất là kỹ rồi, cho nhưng mà cho đến khi mình dùng cái liệu trình cao bồ công anh để thải độc thì mình thấy cơ thể mình cũng có rất là nhiều độc tố khi mà đẩy ra. Thì cái tay trong quá trình này là nó sưng lên, sưng vù lên, đỏ hết và nổi hộp hộp như vậy. Cảm giác khá là bức rất khó chịu chứ cũng không dễ chịu một chút nào. Cổ nè, rồi phần ngực nè đều nổi lên hộp hộp như thế. Cho nên nếu như chúng ta không ý thức về việc là mặt nè cũng nổi lên rồi, tai ửng đỏ nổi lên hết. Nếu chúng ta không có ý thức về việc mà thanh lọc thải độc cho cơ thể thì đến một lúc thì gan của chúng ta sẽ quá tải và lục phủ ngũ tạng sẽ chắc chắn là quá tải và nó sẽ không chịu nổi. Đương nhiên cái việc sẽ dẫn đến viêm rồi ung. Em vừa uống vừa bôi trên tay, trên da nè, cho các chị xem nè, đào thải nè. Đấy, cả hai tay, cả trên mu bàn tay nữa nha. Và hai tay luôn đang nổi thế. Tay em nổi hộp hộp lên đầy luôn nè chị. Nổi hết luôn. Rồi em đang bắt đầu mọc nổi dưới chân nữa, tay bên trái nữa nè. Nó mọc từ trong ra ngoài tới ngoài cùm tay luôn á. Đây nè. Đang giờ đang mọc ở dưới chân nữa. Đấy, trong uống ngoài bôi. Cho chị coi mặt em nè nha. Sưng lên mắt rồi, y chang như bôi Bạch Ngọc Lan vậy đó. Lỗ tai nó cũng bị đỏ luôn nè, cổ nữa nè.